Trời phù cừ cao vút khí anh linh, nước sông luộc sục sôi lòng huyết hận. Đây là đôi câu đối trong đền thờ tưởng niệm Bốt và cây Đa La Tiến tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, để nói về những năm tháng vô cùng đau thương và bi tráng của nhân dân nơi đây khi giặc Pháp chiếm đóng. Trong mục Hưng Yên những chặng đường lịch sử hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Thượng tá Phạm Quang Minh, một nhân vật lịch sử, và cùng hồi tưởng lại những năm tháng khốc liệt đó. Nằm tĩnh lặng và bình yên bên dòng sông Luộc, cây Đa La Tiến vẫn xanh tốt, hàng ngày trùm bóng mát một vùng. Nhưng cũng tại địa điểm này, cách đây hơn 60 năm, lại là nơi ghi dấu tội ác tới tận cùng của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Chính tại nơi đây đã có cả ngàn người bị địch sát hại, vứt xác xuống sông. Cả khúc sông yên bình cuộn lên màu máu đỏ. Thượng tá Phạm Quang Minh, nguyên chiến sĩ đại đội 24 Phù Cừ năm xưa, nay đã gần 90 tuổi. Giai đoạn những năm đầu địch chiếm đóng và dự Bốt, ông vẫn còn sống cùng gia đình tại xã Nguyên Hòa và chứng kiến toàn bộ giai đoạn lịch sử đau thương ấy. Ngày 22 đến ngày 2/9 là địch mở trận càn Diablo, nó đóng chiếm đóng hết miền Nam Hưng Yên, năm huyện và huyện Thanh Miện. Thế thì đầu tiên nó đi cano ở sông này, ở Hải Phòng nó về thì Hưng Yên nó xuống, và trên đê kia thì là ô tô. Nó đi đến đây, đây có cái bến đò đây. Ngày hôm đầu thì nó chưa lên, ngày hôm sau, sáng sau nó lên, nó đổ quân lên đây. Nó bây giờ là cái chợ. Sau dần dần nó mới bắt dân ở xung quanh này, dỡ hết cả đình chùa làng La Tiến đây. Tất cả ở trong cái vùng này, có nhà nào, có nhà xây, nhà gạch thì nó dỡ hết về. Để nó mang, nó xây cái Bốt này, cứ xây dần thành hai cái lô cốt lớn, cao đến độ 10 mét và hai dãy nhà đây. Để cho lính và ấy nó ở, mới xây nhà giam. Thời gian bị địch chiếm đóng, Bốt La Tiến được coi là căn cứ hành quân của địch. Chúng tập trung quân tại đây và từ đây tỏa đi các nơi càn quét, bắn giết, đốt phá. Chỉ tính riêng tại làng La Tiến, trong gần 4 năm chiếm đóng, chúng đã đuổi nhân dân đi 2 lần và đốt làng 3 lần. Cả ngôi làng không còn nổi một ngôi nhà nguyên vẹn. Nên nó đứng chân xong một cái thì bắt đầu nó triển khai đi càn quét ngay, nó bắn giết ngay. Sau cái lên một cái này, một số người La Tiến nó bắn chết ngay rồi. Ví dụ như ông Khiêm này chết ngay, ông Hóa bắn chết luôn Vân Sông này. Thế còn ban đêm thì nó câu đại bác vào trong nhà, có nhà chết thì nhà Mỹ, nhà nó vào chết hết cả. Chị Trần Thị Khang thì ai biết rồi nhá, nó bắt về đây. Chị em ông Trần Phương, phó thủ tướng chính phủ, có 21 tuổi mà. Chị lúc bây giờ là huyện ủy, bí thư phụ nữ và phụ trách phụ nữ dù cái phòng ngân huyện. Mùng 8 tháng 6 năm 50 nó bắt chị ở trên Phú Anh này, bắt thẩm bí mật bắt đi. Xong nó mang đến nó giam đây, xong nó để tra tấn khai thác, nên nó bắt về đây nó treo chị lên cây đa này. Chị không chịu khuất phục, sau 5 ngày nó mới giết. Nó ký lúc bây giờ là ông làm phiên dịch cho nó, ông bảo nó giết chị mà chị còn dùng tiếng Pháp thì chửi nó không. Sau gần 4 năm với bao tội ác man dợ, tới ngày 31 tháng 1 năm 1954, Bốt La Tiến đã được Bộ đội Trung đoàn 42 và Đại đội 24 Phù Cừ của ta tiêu diệt, xóa bỏ hoàn toàn. Thì đêm đó là tôi cũng có trực tiếp tham gia đánh cái trận đó. 2 giờ đêm thì bắt đầu là hành quân. Theo cái mệnh lệnh là đi theo hành quân đầu nhọn đuôi dài. Có nghĩa là chỉ đi một người một thế này thẳng thôi, không có sợ nó nổ mìn. Thế mà đánh thì phổ biến là đánh theo cái chiến thuật cường tập. Ta cứ dùng lực lượng tấn công vào luôn thôi chứ để đánh bất ngờ. Bắt đầu tiên thì 3 giờ sáng thì bắt đầu là phát hỏa, mình nổ, đánh và bộc phá, tan cái cổng phía đông này. Thì là anh Căng, đại phó chỉ huy trực tiếp, canh bộ đội xung kích chúng tôi cứ theo cái cổng mở bắt đầu phá khẩu đó chạy vào sân. Bộ đội Phù Cừ là vào khu chỉ huy đây này, hai anh dãy này là của Trung đoàn 42, đánh trong vòng tôi rất nhanh, 20-30 phút đi. Sau đó bao nhiêu nó xin hàng còn bắt sống chói và rong sang bên Thái Bình hết, thế còn tất cả ở lại đây thành một cái đống ngút rời cháy. Ta đánh cái Bốt này trong một cái điều kiện sức của ta dùng cả một tiểu đoàn 664 và đại đội Phù Cừ, mà đánh của nó có một đại đội tăng cường, ta bắt sống và tiêu diệt của nó 150 tên. Thế sau khi đánh xong ấy thì là có thể nói là giải quyết tất cả vấn đề ở cái phòng tuyến sông Luộc này, thì không còn Bốt nào nữa, thì giải phóng được tất cả vùng giải phóng lớn ở xã Nguyên Hòa. Chiến tranh đã lùi xa, trở lại cho quê hương La Tiến vẻ thanh bình. Thế nhưng những năm tháng bi tráng nơi đây vẫn mãi khắc ghi trong sử sách. Cây đa năm nào chứng kiến tội ác dã man của giặc,
với bao máu chảy, nay cùng với cụm di tích đã được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Giờ đây vẫn ngày một tốt tươi, gieo mãi về một khúc tráng ca bất diệt trong lịch sử giữ nước của dân tộc ta nói chung, của nhân dân Hương Yên nói riêng.